chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Đưa nhau
như Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa chung quanh anh Giuse Đặng Thế Dương và chị Maria Nguyễn Thị Mai Hương trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện mượn từng huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với hội thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn quản ban lại Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi lên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Trần gian xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên yêu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các đôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đặng Thế Dương và chị Maria Nguyễn Thị Mai Hương, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế: Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam. Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông.
Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người, phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sợ lời Người. Hiện thế trong giấc cư bạn như một thân nhỏ tốt tươi, làng đêm bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu ngọt, lại đây vây chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như ô lê xanh rừng trôi lon đang lớn, Chúa thương cho trẻ. Người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui, vì đây bao nhiêu phúc lộc chứa tràn suốt trong một đời. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm lụ, mừng cho Sion hưng thịnh và vua con cháu lên khôn tài hoa. Danh Cha suốt đời, Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lãnh nhận, dựng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mãi thắm tươi màu, cùng ta khen Chúa phúc cho đời con. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con rất thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Vì người nào yêu thương thì đã được sinh ra bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa đã được biểu lộ nơi chúng ta căn cứ vào điều này là Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến trong thế gian để nhờ người chúng ta được sống. Tình yêu là thế này, không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã sai con của Ngài đến làm buổi lễ điển tội cho chúng ta. Các con rất thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài nơi chúng ta lên trọn hảo. Đó là lời Chúa. Oh.
anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giê-xu để thử người. Họ nói: người ta có được phép giấy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại: các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán: bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi đôi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, khi người nam và người nữ kết hợp với nhau bằng giao ước hôn nhân thì họ chính thức lập một gia đình. Ở đây là ngày vui và đáng ghi nhớ nhất trong đời của họ. Người ta tổ chức tiệc cưới mừng cho đôi tân hôn rất long trọng. Bữa ăn thì được tổ chức với nhiều các khách mời rồi bạn bè, và tổ chức tùy theo phong tục tập quán của từng nơi, từng dân tộc, từng địa phương. Thế thì chúng ta để ý là trong bữa ăn thì người ta thường dùng các cái phương tiện để mà dùng các cái đồ ăn. Chẳng hạn như là với người Tây Phương thì người ta sẽ dùng thìa, dao, dĩa, xiên. Thế còn với người Ấn Độ thì người ta dùng tay để mà bốc cơm, một cái phong tục văn hóa của họ. Thế còn thì đương nhiên nói đến người Á Đông, và nhất là đối với người Việt Nam của chúng ta, khi chúng ta dùng đồ ăn trong mâm cơm thì không thể nào mà thiếu gọi là gì ạ? Đôi đũa. Ăn cái kiểu của người Việt Nam là một cái nghệ thuật đó. Người ta bảo là phải học ăn. Thế thì cái đứa bé, từ bé mà muốn cầm đũa phải dạy cái kiểu nào mà gấp như thế nào, mở tay như nào, mở ra làm sao để giữ được cái đồ ăn. Thế là cầm đũa là cái nghệ thuật. Và vì thế thì trong cái phong tục ăn của người Việt Nam của chúng ta thì không thể thiếu cái đôi đũa. Đây là một cái kiểu ăn đặc thù của người Việt. Dùng đũa thì bao giờ thì cũng phải là dùng đôi, chứ không thể dùng một chiếc được. Dùng đũa là cả một cái nghệ thuật. Vì thế mà cái cách cầm đũa là phải nhẹ nhàng, khoan thai, dẻo dai, lúc thì cứng nhưng mà lúc thì lại mềm. Khi gắp món ăn cũng như là lúc mà chúng ta và cơm thì đôi đũa phải hoạt động nhịp nhàng, cả hai cùng giúp nhau để gắp thức ăn cũng như là đưa cơm vào trong miệng, mình gọi là và cơm. Việc đôi đũa hoạt động hô tương cho nhau làm cho chúng ta liên tưởng đến cái hoạt động sinh hoạt của vợ chồng. Đũa thì bao giờ cũng có đôi, một chiếc đũa thì đương nhiên không thể gắp được, không thể và cơm được. Và cũng thế, trong đời sống vợ chồng, đã gọi là vợ chồng thì phải là có đôi, có nam và có nữ. Và vì thế mình cũng mang qua cái hình ảnh của đôi đũa xin gợi cho cộng đoàn và cách riêng là đôi tân hôn ngày hôm nay một vài cái suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình, nó so sánh như là đũa có đôi, như là cái câu tục ngữ là khi mà thành vợ thành chồng rồi thì nó gọi là đũa đã thành đôi. Thế trước hết là đũa là phải có đôi. Câu tục ngữ trên đã nói lên cái tư tưởng này: dùng đũa thì bao giờ cũng phải là dùng một đôi, không thể dùng một chiếc để gắp thức ăn. Và nếu chỉ dùng một chiếc đũa thì có thể chọc được thức ăn,
chứ không bao giờ lắp được cái gì cả. Thì đấy là cái sự hình ảnh là mỗi có đôi thì chúng vậy đã gọi là vợ chồng, đã gọi là hôn nhân thì phải là có hai người cử hành một cái nghi thức hôn phối, là phải có một người nam, một người nữ, và phải là một cái sự hiện diện trực tiếp chứ không phải là hiện diện qua màn ảnh. Hoặc là bảo là thôi bây giờ có người yêu ở bên nước ngoài thì để một TV rất là to ở đây này, xong là qua TV rồi thì kể cử hành cái bí tích kết hôn có được không? Thưa không được. Phải là sự hiện diện của hai người, hai người rõ ràng. Như vậy thì mới gọi là một nam một nữ. Thiên Chúa đã dựng lên người nam, một người nam, và Thiên Chúa dựng lên một người nữ, và vì thế họ không còn là hai nữa, họ sẽ là một khi mà họ kết hợp với nhau trong đời sống hôn nhân. Và cái hình ảnh thứ hai là hai chiếc đũa là phải đều nhau, không so le. Đũa có thể to nhỏ, dài ngắn, nhưng luôn luôn là phải bằng nhau. Nếu một chiếc to, một chiếc nhỏ, chiếc dài nhất ngắn thì rất khó gắp. Điều này có ý nói là vợ chồng là bạn đường, ngang hàng, cùng đồng hưởng ơn ban sự sống. Tránh cái quan niệm lệch lạc như người xưa vẫn nói rằng là chồng chúa vợ tôi, hoặc là như quan niệm của nhà nho ngày xưa nói rằng phu sướng phụ nghỉ, chồng nói thì vợ phải làm theo, không có ý, không được có ý riêng gì cả. Cái điều này thì chúng ta thấy rất rõ trong cái thời phong kiến, người phụ nữ là bị lu mờ cái hình ảnh mà nhà mà có khách thì đương nhiên là người phụ nữ là phải ăn ở dưới bếp, lâm cơm ở dưới bếp, tức là cái hình ảnh của người chồng rất là gia trưởng, rất là gia trưởng. Nhưng mà ở đây muốn nói lên rằng là cái sự đồng bình đẳng, người nam và người nữ bình đẳng với nhau. Người ta coi thường phụ nữ chỉ là thứ yếu, chỉ như là một người tôi tớ được mẹ cha mua về. Và vì thế người ta mới có cái câu rằng là con gái là của người ta, con dâu mới thực mẹ cha mua về. À, chính vì thế trong cái cảnh sống chồng chúa vợ tôi, người phụ nữ chỉ còn than thân trách phận hay trách cha mẹ là gả bán cho người ta mà không nghĩ đến cái số phận của con gái. Cái thường người xưa thì gia đình của chúng ta là phải chọn nhà ai có điều kiện một chút và gả con gái cho người ta. Chẳng biết con gái có thích không, nhưng mà bố mẹ đặt đâu thì buộc phải ngồi vào đấy, không được cãi, không được cãi một lời. Thế người ta mới nói rằng là mẹ tôi tham thúm xôi đền, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Tôi đã bảo mẹ rằng lừng, mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ngay nạp ngay vào. Bây giờ kẻ thấp người cao, như đôi đũa lệch, so sao cho vừa. Thế hồi xưa là như vậy, nhiều khi các người phụ nữ là cắn răng chịu vậy, cắn răng chịu vậy. Rồi cái điểm thứ ba nữa, đó là hai chiếc đũa là phải xuôi chiều, chứ không được có ngược, không được ngược. Chiếc đũa có hai đầu, đầu lớn và đầu nhỏ. Người ta gắp bằng đầu nhỏ. Nếu gắp bằng một đầu lớn và một đầu nhỏ thì nó sẽ rất là khó, để nó sẽ dễ rơi thức ăn. Thì đây là trường hợp của đôi vợ chồng sống trong cảnh ông nói gà, bà nói vịt, mỗi người một ý, không ăn khớp với nhau, gây lộn ở trong gia đình, tức là không hòa thuận, không hợp ý với nhau. À, sống mỗi người một nếp, rồi chết mỗi người một tật, nó cứ như thế mãi. Vì thế rất là khó sống. Tức là đũa là phải hai đầu nó phải là xuôi chiều, chứ đừng có lệch, đừng có lệch. Không biết bây giờ ở trong gia đình của chúng ta có ai bị lệch nữa không. Ở cái điều thứ 4 đó chính là hai chiếc là phải thẳng và đều nhau, thẳng và đều nhau. Ở đôi khi có thể xảy ra là một chiếc đũa thẳng, một chiếc đũa cong, làm cho việc gắp thức ăn không chuẩn. Thì đây là trường hợp của đôi vợ chồng không trung thực với nhau. Người ta lén lút đi ngang vẻ tắt, người ta xé rào, người ta có những cái mối tình vụng trộm bất chính. Cho nên người ta mới nói rằng là chồng ăn trả thì vợ cũng ăn nem. Tức là có những cái sự công lực, không có gian dối trong cái đời sống gia đình, lươn le, không có rõ ràng, không có thành thật. Và cái điều thứ 5 đó chính là phải giữ cho cái đôi đũa khỏi bị mốc, khỏi bị mốc. À, ăn xong ngày nào thì đứng ra đương nhiên là phải rửa, phải phơi khô, nếu không thì đũa sẽ bị mốc đi. Thì đó là khi vợ chồng, nếu mà vợ chồng mà không để ý tới nhau,
mỗi người nhìn một hướng, không biết lo cho hạnh phúc của nhau. Họ sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Thì lúc đó, nó cũng giống như đôi đôi đũa, mình ăn xong mình không rửa, nó bị mốc đi, bị mốc đi. Và vì thế, để cho nó, cái đôi đôi đũa nó không bị mốc thì mình phải rửa. Thì cũng vậy, để cho cái đời sống gia đình nó được êm ấm hòa thuận, thì thường xuyên vợ chồng phải làm mới lại cái đời sống của mình. Hay nói như là kiểu là hãy rửa tội cho tình yêu vào mỗi buổi sáng, và hãy cưới lại nhau vào mỗi ngày. Tức là phải luôn luôn hâm nóng cái tình yêu của mình. Và vì thế vẫn khi mà con dạy nói với hôn nhân, vẫn nói với các bạn trẻ là học thuộc cái câu thề hứa rồi, thì thỉnh thoảng phải đem ra mà ôn lại. Không phải chỉ có hôm nay là thề hứa xong là quên, nhưng mà thỉnh thoảng ôn ra thề hứa. Chứ lúc nào mà ông chồng hay là người vợ mà có nóng tính một chút, nhất là ông chồng mà chuẩn bị giơ tay đánh thì bạn ngay ấy, anh là du xe Nguyễn Văn Văn vân vân đấy, nhận em làm vợ của anh sẽ giữ lòng chung thủy với em, thế mà hôm nay anh lại đánh em, thì để đưa em ra và đọc lại thì nó sẽ nhớ. Và cái điều thứ sáu đó chính là giữ cho đôi đũa khỏi bị mọt, giữ cho đôi đũa khỏi bị mọt. Phải giữ đũa trong tình trạng tốt, đừng có để nó bị mọt. Trong gia đình thì không thể tránh khỏi những cảnh gọi là cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Có thể xảy ra những sự bất hòa, bùng nổ hay là ngấm ngầm. Thì sự bất hòa ngấm ngầm rất nguy hiểm. Nó cứ âm thầm gặp nhấm tình yêu của vợ chồng. Mỗi ngày nó cứ trở nên lạnh nhạt dần, và có thể trở nên một cái cuộc chiến tranh lạnh. Thế lúc đó là mình gọi là cái đũa đang bị mọt rồi đấy. Nó đang bị sâu, nó đục dần, đục dần, đục dần. Lạnh lùng thay láng giềng ơi, láng giềng lạnh ít, nhưng mà sao mà nhà tôi nó lạnh nhiều như thế. Và chúng ta phải cẩn trọng. Và cái điều cuối cùng đó là phải giữ cho đôi đũa nó khỏi bị gãy. Nghệ thuật để mà giữ ở đôi đũa mà lúc mà khách đang ăn mà bị gãy thì cảm thấy nó hơi bị quê, hụt hẫng, là cảm thấy nó quê. Vì đũa thì làm bằng nhựa, nó rất là giòn. Có thể bây giờ kể cả cái gỗ tre, nhiều tre nó cũng mục, cũng dễ bị gãy. Cái trường hợp này nó áp dụng vào đời sống gia đình, nó cũng đã từng xảy ra. Ngày nay chúng ta thấy các gia đình nó lỏng lẻo rất là nhiều. Thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói rằng là gia đình là nền tảng của xã hội. Nếu mà nền tảng đã lung lay thì xã hội làm sao mà đứng vững được. Ở nhiều nơi có tới 50% hay tới 70% các đôi hôn nhân gọi là ly dị. Nếu mà tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì tương lai của nhân loại nó sẽ như thế nào. Người ta vẫn cứ thản nhiên nói rằng là đồng tiền chiếc đũa chia ly, thiếp đi theo thiếp chàng đi đường chàng. Nhiều khi nó là cái nguyên cớ rất là nhiều cái. Thế thì vẫn đưa ra một vài cái hình ảnh, ngang qua cái hình ảnh đôi đũa để áp dụng cho cái đời sống gia đình của chúng ta. Và cách riêng là cho đôi tân hôn ngày hôm nay, cho Dương và Hương, xin làm sao chúng ta hãy cố gắng, nhất là đối với hai con, để mà nói như mà cái câu ca dao rằng là đôi ta làm bạn thong dong như đôi đũa ngọc nằm trong lâm vàng. Hãy cố giữ làm sao cho cái đôi đũa ấy nó nguyên vẹn, đừng để làm cho cái bữa ăn trong gia đình nó trở nên lạnh nhạt, nhưng mà nó phải là ngon, thơm ngon, khỏe. Và như vậy đó là lúc mà chúng ta đang xây dựng một cái đời sống gia đình hạnh phúc. Để được như thế, để gìn giữ được cái đôi đũa tình yêu, đôi đũa hôn nhân, chúng ta hãy cậy nhờ ơn Chúa, ơn Đức Mẹ. Ơn Chúa ngang qua các thánh lễ, ơn Đức Mẹ ngang qua chẳng chút mân côi. Có như vậy thì chúng ta mới gìn giữ được cái đôi đũa nó không bị mốc, nó không bị mọt, và nhất là nó không bị gãy, nó không bị gãy. Thế còn thì đôi khi nó hơi cong cong một chút thì chúng ta có thể uốn lại được. Gãy là không bao giờ có thể nối lại được đâu. Có nối lại được thì nó cũng có một cái vết nứt rất là khó, rất là khó. Mà đã mọt rồi thì nó nguy cơ lắm, nguy cơ lắm. Phải bắt con mọt nó ra, đừng để cho cái con mọt là cái đối tượng thứ ba nó xâm chiếm vào, nó là nguy cơ để gây đổ vỡ gia đình. Xin Chúa khi tạo dựng, năm xưa khi tạo dựng người nam và người nữ, và Chúa đã muốn cho cả hai lên một, thì hôm nay trong ngày lễ thành hôn của anh Giuse Dương và chị Maria Hương, xin Chúa ban cho họ được cái tình yêu trọn vẹn với nhau, và biết mở rộng lòng yêu thương với mọi người, để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa Giêsu nơi trần gian này. Amen.
con rất thân mến. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa phục vụ bằng một sống linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh tra hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse, Đặng Thế Dương và chị Maria Nguyễn Thị Mai Hương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, không. Thưa cha, không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Vậy, bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Đặng Thế Dương xin nhận em Maria Nguyễn Thị Mai Hương làm vợ của anh và hứa sẽ thực lòng chung thủy với em khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Thị Mai Hương xin nhận anh Giuse Đặng Thế Dương làm chồng của em và hứa sẽ thực lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thị Mai Hương xin em hãy nhận chức nhận này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nên cha và con và Thánh Thần. Anh Giuse Đặng Thế Dương xin anh hãy nhận chức nhận này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh cha và con và Thánh Thần. Xin cộng đoàn chúng ta nộp một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi tân hôn. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị chúng ta đây là Giuse Đặng Thế Dương và Maria Nguyễn Thị Mai Hương. Chúng ta hãy ký thác anh chị này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và giữ gìn Hội Thánh, để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, hầu xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống với con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc được sống vui trong tình bác ái, huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong ngày thánh hôn của hai anh chị Giuse Dương và Maria Hương, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị
luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau, hầu mang lại hạnh phúc an vui cho gia đình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gia đình là hội thánh tại gia, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn của chúng ta luôn biết yêu thương nhau, đồng thời chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhân lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, không khiến không gì có thể gây sâu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ lượng ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa đã định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng... Các đạo binh trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con là truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thuần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đặng Thế Dương và chị Maria Nguyễn Thị Mai Hương mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, anh chị em rất thân mến. Chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa xuyên tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Nguyễn Thị Mai Hương và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Đặng Thế Dương. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, luôn biết gắn bó với Chúa và giao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hai con cúi mình để lãnh nhận phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên chứng nhân tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu và ngày kia biết sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Hãy chia vui với cả hai gia đình và cách riêng là Thế Dương với cả Hương trong ngày hai con thành hôn với nhau. Có sự hiện diện rất đông đảo của cộng đoàn giáo xứ, rồi nhất là bà con thân thuộc và mọi người và các bạn bè giới trẻ. Hôm nay tất cả về đây chung chia niềm vui với các con và nhất là cầu nguyện cho các con được trở nên cái đôi đũa cứng đẹp và gìn giữ nó thật là tốt đẹp. Để chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai con. Cảm ơn cộng đoàn giới trẻ phục vụ giới rất là sốt sáng, rất là hay. Hương thì cũng là một thành viên của giới trẻ, phục vụ cũng rất là năng nổ, hoạt động rất là tốt. Và Dương cũng vậy, là một thành viên của giới trẻ giáo xứ Cổ Liêu. Thì ngang qua các cái buổi sinh hoạt giới trẻ cũng bén duyên và tìm hiểu nhau một thời gian rồi thì yêu nhau. Và hôm nay thì chính thức trở nên vợ chồng. Đây là niềm vui cho giáo xứ của chúng ta. Những người mỗi một lần mà dâng thánh lễ như thế này, chúng ta thấy có một cái thánh lễ trọng để dâng thánh lễ cưới, mà nhất là hai người công giáo thì trước là hai gia đình đều mừng đã đành, nhưng mà cộng đoàn giáo xứ của chúng ta cũng rất là mừng vì có những người con trong giáo hội được trở nên vợ chồng, và nhất là có một cái thánh lễ cưới nó long trọng, rất là không thể nào có thể diễn tả được. Chúng ta vừa tham dự cái nghi thức chứng kiến cái cuộc giao ước của hai người giữa Dương và Hương. Đấy, Dương nhiều khi cũng rất là run, kiểu xin là khóc nữa, không dám nhìn vào sợ khóc. Ở Hương cũng vậy. Đấy, trong khi ở bên ngoài thì cứ nói to nói nhỏ thoải mái, nhưng mà cái lúc này lúc là nói lên cái sự thề hứa thực sự. Lúc học thì không vấn đề gì đâu, nhưng mà lúc mà bắt tay thề hứa lên thì cái lời thề đấy nó rất là nặng, rất là nặng. Nặng ở đây là nặng về trách nhiệm, nặng về vai trò, về trách nhiệm. Nó không còn là phải là những lúc mà yêu nhau thì nói thế nào cũng được, nhưng mà ngay giờ phút đó và cả phía sau nữa thì rất là một cái trách nhiệm. Đấy là ý thức về cái lời thề hứa đó. Thế thì một lần nữa cộng đoàn chúng ta rồi các bạn giới trẻ chúc mừng cho hai con. Rồi thì giới trẻ cũng cố gắng đấy, cứ tham dự sinh hoạt giới trẻ đều đặn vào, và giáo xứ của chúng ta cũng mong muốn là có nhiều được cái lễ cưới của nhiều đôi bạn trẻ như ngày hôm nay. Đấy, đấu rất là đông, đám cưới hiếm khi mà có những cái đám cưới đông như thế này. Thế nhiều khi tổ chức những cái lễ gọi là lễ chứng hôn buổi sáng có mấy người, mấy đôi gia đình, nhất là những người bên Lương nữa, nhiều khi không hiểu nữa cũng buồn, nhiều khi chúng ta cảm thấy cũng buồn. Nhưng mà thôi, chúng ta cầu nguyện và nhất là chỉ mong muốn cho các bạn trẻ thành đôi, thành vợ và chồng. Thế cha đã nói rồi, các bạn nào mà cứ lấy gần đây thì in nhân là giáo lý thì cha cũng gọi là luôn luôn tay cho. Thế tháng 8 mà chuẩn bị học đi, nhưng mà phải gìn giữ, phải đám cưới phải long trọng, chứ đừng có chứng hôn không thì nó không hay. Đấy, bạn nào mà cưới nữa mà nhà thờ có phá đi thì cưới thì cho ra đền thánh về đền Đức Mẹ cưới là đẹp nhất. Ở một lần nữa chúng ta chúc mừng cho nhau và chúc mừng cho hai gia đình. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Yeah.
Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.